Số 397, Kinh Đại Vương Quảng Đại Tập quyển 16, phẩm 8, Bồ Tát Hư Không Tạng phần 3. Lúc ấy trong chúng hội, Bồ Tát tốt biện, rời tòa, rịch vai áo bên phải, quỳ gối phải chắp tay bạch Phật. Thế Tôn, vì sao Bồ Tát lại có tên là Hư Không Tạng? Phật nói, thì nam, như trưởng giả giàu có, nhiều dân chúng, vô số của cải Phật dụng, trưởng giả thường bố thí không tham tiếc, tùy sở thích của người sinh, vui vẻ không hối hận. Thì nam, Bồ Tát Hư Không Tạng cũng vậy, luôn tạo công đức thành tựu sức phương tiện, hồi hướng công đức, thân giới thanh tịnh trọn vẹn sức thần thông, thuần tịnh rốt ráo thành tựu hành đời sinh, biết các pháp như huyện hóa, đạt sức thần thông của Như Lai. Từ trong hư không, Bồ Tát thí pháp tài, làm vui lòng các chúng. Thì nam, vị trí phương tiện như thế nên Bồ Tát có tên là Hư Không Tạng. Thì nam, cách nay vô lượng A Tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm. Ở thời quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu Phổ Quang Minh Vương. Là đấng Như Lai ứng cúng, chế biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trùng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước tên Đại Vân Thanh Tịnh, kiếp tên Hư Không Tịnh. Cõi này giàu có, thịnh vượng, an ổn, vui sướng. Trời, người, đông đúc, đất đai bằng phẳng, không có đất cát, chông gai. Quanh cõi này là dây báu trang nghiêm bằng các vật báu mềm mại như áo trời. Mặt đất rải đầy hoa vàng diêm phù đàn, các báu đen sen. Chúng sinh ở đây không phân biệt thượng trung hạ, trời người bình đẳng như ở cõi đầu xuất. Cõi ấy không có thành quách xóm làng, chư thiên loài người đều ở trong các lầu gác đẹp đẽ. Người ở trên mặt đất, trời ở trong hư không, chỉ khác biệt như thế. Đức Phổ Quang Minh Vương thọ mạng 16 trung kiếp. Đệ tử Bồ Tát Tăng có 10-60 Na Cho Tha, đều là các vị đại thần thọ biến hóa, tự tại trong hạnh Bồ Tát. Vào thời đó, ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có một cõi bốn thiên hệ tên Nhật Minh. Đức Phật thành đạo Bồ Đề Chúa Thượng ở đây, làm việc Phật trong khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vua cõi ấy là chuyển luân thánh dương, công đức trang nghiêm. Nhà vua đổ bảy báu là bậc đại thánh. Vua xây đài bảy báu, chiều đông tây rộng 8 gió tuần, chiều nam bắc rộng 4 gió tuần. 5.000 vườn quán bao quanh đài báu. Nhà vua có 33.600.000 thị nữ cung phi xinh đẹp, đoan trang như ngọc nữ cõi trời. 4 dạng đồng tử tuấn tú khôi ngô, mạnh mẽ như lực sĩ, như nữ lực sĩ Na La Diên. Một lần vua cùng thị nữ đồng tử dạo chơi trong các vườn quán. Trong số cung phi có hai phu nhân là Đức Oai và Đức Quang. Rời vườn chơi, họ đến bên một gốc cây, tư duy về sự vô thường. Lúc họ đang suy xét, trên đầu gối mỗi vị đều hiện ra một người đẹp đẽ khác thường, rất ưa nhìn. Từ nơi hiện phóng ánh sáng chiếu khắp vườn quán. Chư thiên trong hư không bảo đó là hai đồng tử, một tên là Sư Tử, một tên là Sư Tử Tấn. Từ đấy trở đi, hai đồng tử được gọi tên như vậy. Sau đó hai đồng tử đều nói kệ khen ngợi công đức của nhà vua. Các nghiệp thiện ác không hề mất, công đức cúng Phật cũng như vậy, tuần thành không bỏ đạo Bồ Đề, thọ trì chánh pháp trí kiên định. Điều phục giữa mình không hủy giới, nhẫn nhục nhu hòa khéo phòng hộ, đền đáp ân đức tạo nghiệp lành, siêng năng tu học không quên đạo, chuyên tâm định tĩnh các căn mình, phân biệt quán sát và tư duy, tạo nghiệp thanh tịnh bằng trí tuệ. Nhờ các pháp tịnh chứng Bồ Đề, không bị phiền não, nhiễm ô tâm, khéo léo phân biệt mọi nghĩa lý, vì thế không còn thọ hình thai, trong hoa sen tịnh người hóa sinh. Chúng tôi từ nơi Phật Y Vương, nghe giảng về Đức Phổ Quảng Minh, trí tuệ cao tột không thể bàn, nên đến cõi đó để nghe Pháp. Xin cùng vua cha tới chỗ Phật, lễ bái cúng dường đấng vua Pháp, chư Phật Thế Tôn rất khó gặp, cũng như hoa ưu đàm bát ba la. Vua nghe lời này rất vui thích, đại chúng trong đó đều hoan hỷ, trăm ngàn vạn Phật đều theo vua, cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi dân cúng các hoa báu, an lạc hương hoa và nhạc trời, cúng dường đi quanh Phật bảy vòng, chắp tay, lễ kính đứng một bên. Lúc ấy Sư Tử Tấn, đảnh lễ Đức Phật bậc tối tôn, dâng mọi lời hay để khen ngợi, ngôn từ vi diệu thuận nghĩa pháp. Thế Tôn là nơi chúng nương tựa, đem ánh sáng lớn cho kẻ mù, hiểu rõ tâm hành đạt giải thoát, tùy thuận lòng tin làm vui cả. Đại vương hiện giờ ỷ ngôi vua, tham chấp sắc thanh hương dị pháp, vì thế không đến chỗ Thế Tôn, không cúng dường Phật, không nghe pháp.
Hy hữu Thế Tôn khởi đại bi, xin giảng Bồ Đề Pháp Vô Thượng, giúp cho nhà vua khởi tâm đạo, kiên định không lui trí tuệ Phật. Phật bay lên cao 80 cây, ở trong hư không bảo nhà vua. Bệ hạ lắng lòng nghe ta nói, nghe xong thọ trì đúng chánh pháp, năm dục vô thường như mộng ảo, thọ mạng cỏ cây, mốc bụi sáng, vua, già, đất nước như huyện hóa, vì thế người trí không tham cầu. Kẻ tham dục lạc không thấy chán, khát ái dục vọng luôn hừng hãy, chưa thỏa mãn dục mạng không còn, chỉ bậc đại trí mới biết đủ. Người hãy tùy thuận quán thân mình, các ấm huyện hóa không kiên cố, bốn đại chính là rắn độc hại, sáu tình không thật tự hư không. Vợ con trong bóng dạng ngôi dị, sau khi chết rồi không thì theo, riêng giới bố thí không buông lung, đời này đời sau luôn kề cận, quán sát thần túc lực vô ý, trang nghiêm thân mình bằng tướng tốt, giảng dạy đệ tử mọi chúng sinh, chưa thế chưa nên phát tâm đạo. Vô cùng vợ con và quyến thuộc, nghe Phật giảng pháp rất vui mừng, 70 báu ngàn ức đại chúng, phát tâm Bồ Đề đạo vô thượng, đều thưa đã phát tâm đạo. Nguyện độ tất cả mọi quần mê, xin nguyện giáo hóa tất cả chúng, thành tựu chánh giác chứng con chứng đạo. Nghe lời Phật, thấy thần thông Phật và vua kiên định tâm Bồ Đề dạy lạy sát chân Phật thưa. Ngưỡng mong Như Lai cùng đại đệ tử Bồ Tát nhận sự cúng dường của con suốt 84.000 năm. Lúc ấy, Phật và đại chúng thương xót nhà vua nên nhận lời. Biết Phật nhận lời, vua vui vẻ lạy Phật đi quanh Phật rồi cáo lui. Sư tử Tấn cùng hai vạn vương tử đều bỏ ngôi, xuất gia học Phật, siêng năng tu đạo. Xuất gia không lâu, sư tử Tấn đều đạt năm thần thông kiên cố không thoái chuyển. Biết vậy, Phật giáo hộ đủ, để hai vị đủ sức giảng pháp ví diệu cho chúng sinh. Hai tỳ kheo này đi khắp mọi nơi trong tam thiên đại thiên cõi nước, làm việc Phật giảng pháp độ vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh kiên định trong pháp đại thừa vô thượng. Sau khi cúng dường Phật và đại chúng đủ 84.000 năm, nhà vua cùng quần thần đến chỗ Phật để nghe pháp. Vô nghĩ các con ta xuất gia học Phật thương nhận cúng, nhưng không bố thí, là chưa đạt pháp màu, ta muốn chúng trở về tu công đức bố thí tại Phật như ta. Biết tâm vua, Đức Phật Phổ Quang Minh bảo Bồ Tát Sư Tử Tấn, thì nam, hãy hiện sức thần thông để đại chúng thấy nghe, chuyển tà quy chánh hàng phục ngoại đạo. Nghe lời Phật, Bồ Tát nhập định, hiện các tướng làm cho tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách. Từ trong hư không, Bồ Tát rải vô số vật quý, hương hoa, hương bột, hương xoa, lộng phướng, nhạc trời tự vang, thức ăn ngon, ánh lạc y phục, châu báu. Vật quý ấy đầy khắp tam thiên đại thiên cõi nước, làm cho chúng sinh vui mừng, cho là việc hư hữu. Lúc đó chư thiên các cõi cho đến trời Akanitra đều vui mừng nói, Bồ Tát này đáng được gọi là hư không tạng. Vì sao? Vì từ hư không Bồ Tát rải vô số vật quý. Đức Phật ấn định tên đó. Thấy sư tử Tấn biến hóa như vậy, nhà vua vui mừng, cho là hy hữu, bỏ tâm kiêu mạn chắp tay hướng Phật thưa, thật hy hữu, Thế Tôn, còn đức trí tuệ của Bồ Tát thật lớn lao mới có thể hiện bày như thế. Bồ Tát rải vô lượng châu báu đầy khắp các cõi. Thế Tôn, công đức bố thí người tại gia không là bao, người xuất gia đủ sức thần thông bố thí không cùng tận, tại gia bố thí không hài lòng, tùy thí chứ còn tham tiếc cho là khổ não. Người xuất gia bố thí có thể thỏa mãn kẻ ý kẻ cầu sinh, không tham tiếc, không khổ não. Nhà vua liền nhường ngôi cho con là các ý xuất gia học Phật, tu đạo, siêng năng tu pháp lành. Không bao lâu, vua đạt bốn thiền, bốn tâm vô lượng, năm thần thông. Vua các ý cai trị bằng chánh pháp nên đất nước an ổn không oán thù, siêng năng cúng dường Phật. Khi ấy, Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát tốc biển, thì nam, vua công đức trang nghiêm thời đó nào phải là ai khác, chính là Đức Câu Lưu Tôn. Bồ Tát Sư Tử là ta, Bồ Tát Sư Tử Tấn là Bồ Tát hư không tạng. Thì nam, vì lúc đó Bồ Tát rải vô số vật báu từ hư không nên có tên là hư không tạng. Thái tử các ý chính là Bồ Tát Di Lặc. Hai vạn vương tử xuất gia lúc ấy là các Bồ Tát đến cùng Bồ Tát hư không tạng này, quyến thuộc nội ngoại chúng sinh và mà các vị phương tử xuất gia hóa độ lúc đó hiện đang hành đạo Bồ Tát khắp mười phương. Vì thế này Bồ Tát tốc biển nên thường thanh tịnh giới, nuôi lớn bản nguyện,
Nhờ thế sẽ thành tựu mọi việc. Các Bồ Tát trong chúng hội đều mong muốn thấy được diệu lực thần biến của Bồ Tát Hư Không Tạng. Nên Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Thiện Nam, hãy hiện tướng thần biến Hư Không Tạng đi. Bồ Tát Hư Không Tạng liền nhập tam muội, xứng nhất thiết chúng sinh ý. Nhờ sức thần, Bồ Tát rải vô số Phật báu xuống giảng đường diệu bảo trang nghiêm, giải tam thiên đại thiên cõi, chúng sinh tích gì đều được toại nguyện. Bồ Tát rải các Phật, cần hoa, mưa hoa, vòng hoa, hương, hương bột, hương xoa, lọng vướng, âm nhạc, anh lạc, y phục, thức ăn, xe báu, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, trân châu, san hô. Chúng sinh muốn gì được nấy, ai thích pháp gì, thì tự nghe tiếng pháp hợp ý, như khá kinh, âm hợp kệ kinh, thọ ký kệ kết cứu. Nhân duyên, song cứu, bạn sinh, thắng xứ, phương đẳng, vị tận hữu, đại giáo, sắc pháp. Ai thích nghe thí dụ tiếng na la, tiếng hay, tiếng xen lẫn, tiếng sâu xa, tiếng cạn cợt, để được thỏa nguyện. Ai thích pháp thanh văn thì phản tiếng bốn đế. Ai thích pháp duyên giác thì nên tiếng 12 nhân duyên. Ai thích pháp đại thừa thì phản tiếng 6 pháp ba la mật, không thoái chuyển. Trong hư không lại rền tiếng kệ, tức dạng tánh pháp, tựa như hư không. Diễn giảng pháp này là chúng đều nghe, hư không không cao, cũng chẳng có thấp, không có cao, thấp, thể tánh là không. Hư không không sinh, nào đâu có diệt, như không sinh diệt, tánh không hư hoại, hư không không tăng, làm sao có giảm, như không tăng giảm, như tướng các pháp, hư không không sáng, cũng chẳng tối tâm, không có tối sáng, tánh tâm cũng vậy, mặt trời soi chiếu, không có vui mừng, không chiếu, không lo, bậc trí học vậy, như bắn mũi tên, hư không chẳng hại. Hành giả tu không cũng không tổn hại, hư không tắm nước nào có vô gì. Bất trí loại sinh không tâm vui sướng, hư không không biết khen ngợi chê bai. Bất trí cũng vậy không thấy khen chê, đại địa chấn động hư không không động. Bất trí không nương không động pháp tánh, như ngọn lửa lớn không đốt hư không. Người biết phiền não không bị tiêu đốt, hư không thường còn không hề hư hoại. Các pháp cũng vậy, pháp giới thường trụ. Ví như hư không, dung nạp tất cả, pháp giới cũng vậy, bao trùm mọi pháp. Hư không không sắc, không thể thấy tướng, tánh thâm cũng vậy, nào đâu hành tướng. Hư không tánh giả, không có tướng mạo, tâm ý thức vậy, chỉ là giả gọi. Hư không cho biên, không thể nắm bắt, trí tuệ cũng vậy, chẳng khác hư không, chim bay trong không, không để dấu vết. Hành đạo bồ đề không thể thấy được, thân diệt quá khứ tựa như hư không. Các ấm hiện tại đều là hư không, bốn đại cũng thế, chẳng khác hư không. Sau ba tai nạn, không có tướng khác, hết thảy chúng sinh không thể trọn vẹn, phàm phu là thế, không chén năm dục, bậc thánh trí tuệ, biết tất cả pháp, biết đủ không cầu, trừ tham dâm chấp. Hư không rộng lớn, không có giới vực, pháp Phật cũng vậy, không cùng, không tận. Biết tánh các pháp là pháp của Phật, không nương tựa Phật, cũng không bỏ Phật. Biết Phật không vật, an trụ tại tế, không chấp hai tướng vật và phi vật. Mượn lời nêu không, tánh không, không tiếng, không có âm thanh, đó là hư không. Phật tuy giảng không, trọn đều không nói, tánh không cũng tánh. Vì thế nên không, như huyện hóa mộng, giận nắng, bóng vang. Chư Phật giảng pháp đều như thế cả. Giác dẫn chúng sinh, dẫn dụ như vậy, thật nghĩa chân tịnh, không thể thí dụ. Các pháp không tướng, mượn tướng giảng giải, tướng và không tướng, tánh pháp đều không. Tướng không là tướng, hư không, không tướng, hiểu rõ tướng ấy là Đại Bồ Tát. Không dừng, không ngừng, không ngại, không biến, không động, không đầu, không cuối, đó là Bồ Tát. Không bỏ chúng sinh, không thuộc chúng sinh, như tánh chúng sinh là Đại Bồ Tát. Vì như ảo thuật, giết người, huyễn hóa, ta không người chết, giáo hóa là vậy. Huyễn cho chúng sinh, pháp Phật Niết Bàn, biết cùng một tánh, không tướng. Đại sĩ đạt chứng, tạng không vô lậu, đầy đủ tất cả, không thể cùng tận, xô trùng các đức thành tựu tại này, không có chứa nhóm, nên đạt như thế, biết rõ các pháp đều cho duyên sinh. Tạng này không tận, không thể nghĩ bàn. Đại sư cứu đời, dạng bốn vô tận, không và đạo tâm, chúng sinh hành Phật,
Nếu là tài vật có thể tích trữ, chẳng báu không báu, đó là vô tận. Đốt đáng pháp không, cùng tận không tận. Không tận không cùng, đó là không tận. Biết pháp môn này, gần đạt bồ đề, an trụ pháp ấy, sớm đạt đạo giác. Giới xuất thần, Bồ Tát hư không tạng ở nơi hư không, tung rải vô số vật báu và vang tiếng pháp, làm cho chúng sinh trong tam thiên đại thiên cõi nước thành tựu an lạc không thể nghĩ bàn. Thọ chí nguyện, người bệnh khỏe mạnh, người nghèo được của, chúng sinh bị giam cầm đã được giải thoát, người thiếu căn thì có đủ, người bị tử hình thì trong hư không hiện người giả chịu chết thay, người yêu thương xa cách lâu ngày lại được trùng phùng, kẻ buồn bực lo lắng không còn âu sầu, chúng sinh nơi ba cõi ác nhờ ánh sáng chạm vào thân nên trừ khổ được vui. Chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều no đủ, vui chơi, thọ hưởng, năm dục, tu thí đạt phước. Do vậy chúng đều nói, đã có đại sĩ đem niềm vui đến cho đời, Bồ Tát hư không tạng ra đời, đem vị cam lồ đến cho thế gian, luôn luôn ban vui, không biết mỏi mệt. Bồ Tát hư không tạng hiện bày các thứ thần biến như vậy, làm vui lòng chúng sinh, là hiện thần lực của Bồ Tát điều phục chúng sinh bằng tài thế pháp thế, làm cho vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, khiến cho vô lượng Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh, lại khiến cho vô lượng A Tăng Kỳ không thể nói hết các Bồ Tát phát khởi tinh tấn thành tựu các môn Tam Muội Đà La Ni thần thông biến hóa. Lúc ấy Bồ Tát sinh nghi nghĩ, thật là việc dạ lạ không thể nghĩ bàn. Bồ Tát hư không tạng không chỉ ở cõi Ta Bà hiện thần thông, mà còn hiện thần biến ở khắp các cõi. Biết tâm niệm đó, Bồ Tát hư không tạng bèn phóng ra ánh sáng chiếu soi vô lượng vô biên cõi Phật khắp mười phương. Bồ Tát sinh nghi và các Bồ Tát đều thấy việc đó, các chúng sinh được độ không các cõi Ta Bà, hàng thành văn biết chư Phật không thể làm được. Thế vậy Bồ Tát sinh nghi không còn nghi ngờ, chắp tay lạy Bồ Tát hư không tạng và thưa: thật hy hữu đại sĩ có thể đặt tạng cho tận ấy trong hư không, rải xuống vô số cõi nước vẫn không hết. Đại sĩ đặt tạng này trong hư không đã lâu chưa? Bồ Tát hư không tạng đáp: thì nam, từ khi tôi phát tâm bồ đề vô thượng đến nay đều luôn đặt tạng ấy trong hư không. Bồ Tát sinh nghi lại hỏi: Bồ Tát phát tâm bồ đề vô thượng bao lâu rồi? Thế Tôn biết, ông hãy hỏi Phật. Bồ Tát sinh nghi liền thưa Phật: Thế Tôn, thời gian Bồ Tát hư không tạng phát tâm bồ đề vô thượng là bao lâu rồi? Xin Phật giải nghi. Phật nói: tỳ nam, việc đó lâu xa khó biết, nếu nói ra e trời người nghi ngờ không tin lời Phật, chịu vô số tội. Thế Tôn, xin Phật giảng cho, người đã từng trồng căn lành sẽ tin nhận. Phật nói: tỳ nam, ông đã tha thiết muốn nghe, không lẽ không giảng? Hãy lắng nghe, suy xét kỹ, ta sẽ giải thích để người từng trồng căn lành được vui. Thì nam, giả sử dùng một hạt cát trong vô số sông Hằng là một cõi Phật, đập nát số cõi Phật ấy thành vô lượng hạt bụi nhỏ. Mỗi hạt bụi đó là một cõi nước. Một người sống lâu, cứ 100 kiếp đến một hạt bụi trong cõi nước, cho đến khi hết số bụi ấy, thời gian phát tâm bồ đề vô thượng của Bồ Tát hư không tạng còn lâu hơn thế, không thể nào tính đếm được. Thì nam, so sánh việc đó, ông sẽ biết thời gian phát tâm của Bồ Tát hư không tạng. Thì nam, cách đây 100.000 vạn kiếp như số bụi trong số cõi nước vừa nêu ở thời quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu Tịnh Nhất Thiết Nguyện Oai Đức Thắng Vương, là đấng Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước tên hiện vô lượng chư Phật, kiếp tên chúng bảo trang nghiêm. Vì sao cõi nước có tên như vậy? Thiên nam, vì cõi ấy thanh tịnh, hiển hiện cõi Phật mười phương như trăng sáng hiện trong nước sạch. Thiên nam, vì vậy vô lượng A Tăng Kỳ cõi Phật, vô lượng Phật lên tòa sư tử, chúng sinh tạo nghiệp đều hiện trong cõi ấy. Cõi ấy như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới, rộng lớn, nghiêm tịnh, giàu có, an lạc. Trời người đông vui, đến nay bằng phẳng, không gò đồi, không nhớ ế. Nhiều báu vật đen xen nhau nên rất đẹp. Cõi ấy còn được trang nghiêm bằng cờ phướng, lộng hoa, đốt hương, chiên đèn,
vi diệu. Mặt đất đường lạp được làm bằng các báu tạp sắc. Đâu đâu cũng có cây, hoa báu, trái, y phục, anh lạc, kẻ nhạc, vật báu, hương, đèn, thuốc. Xung quanh cõi ấy là 8 con đường bằng phẳng, thông thoáng, trang trí, trân châu, anh lạc, lưỡi báu, rất ưa nhìn, không cần ánh sáng mặt trời mặt trăng. Vì cây đèn và cây mani luôn chiếu sáng, không có ngày đêm, thời gian được tính theo việc nở kép của hoa. Chúng sinh ở đó không có đuôi điếc què quặt, không có tướng xấu ác. Chúng sinh nơi cõi ấy đều trang nghiêm bằng 32 tướng tốt, không có tên ba cõi ác. 8 nạn tai, không có ngoại đạo tà thuyết. Chúng sinh đều sống trong tâm Bồ Đề Chúa Thượng, không học thanh văn, biết chi Phật. Đức Phật cõi ấy chỉ dạy Pháp Bồ Tát, không có người nữ, không có chúng sinh sinh bằng thai, đều là chúng an tọa hóa sinh, không có tên già bệnh. Sau khi xả mạng sống, chúng lại sinh vào cõi Phật thân tịnh khác, hoặc sinh vào cõi này. Thì nam, cõi ấy thành tựu vô lượng cho biên công đức không thể nghĩ bàn như thế, dù trải qua một kiếp hoặc hơn thế, ta vẫn không nói hết công đức nơi cõi ấy. Thì nam, lúc đó ở cõi hiện vô lượng chư Phật, có chuyện luân thánh dương tên chúng thiên quán đảnh, cai trị tam thiên đại thiên cõi nước, tượng trong các lành nơi chư Phật, tài trí, dũng mãnh, đủ oai đức, dù có 36.000 dương tử, họ đều hóa sinh từ hoa, để tượng trong các lành nơi chư Phật. Bây giờ Đức Phật tình nhất thiết, nguyện oai đức thắng vương, cùng đại chúng trời người đến chỗ chùa chúng thiên quán đảnh. Phật có vô số vô lượng không thể tính đến Bồ Tát, tuổi thọ của Phật là 100.000 kiếp, kiếp số dài ngắn được tính như hiện kiếp. Chúng sinh ở cõi đó trải qua số kiếp như thế, xem như một kiếp. Nhà vua cúng dường Phật và đại chúng suốt 40 trung kiếp. Đồ thức ăn, y phục, đồ nằm, nhà cửa, giường quán, rừng ao, các vật cần dùng để cúng Phật. Vua xây một giảng đường bằng một tiểu thiên thế giới, nền giảng đường bằng lưu ly, xung quanh là các vật báu, đồ bằng chiên đàn đỏ và chiên đàn ưu đà la bà la, bằng sa cừ đan sen, hết sức nguy nga, lộng lẫy. Sau khi ăn trưa, Phật xuất định để giảng đường thuyết pháp cho đại chúng, vua lại xây dựng một cung điện rộng bằng 4 thiên hạ làm trai đường của Phật và Bồ Tát Tăng, vật dụng hàng ngày đều nhiều vô kể. Thì nam, suốt 40 trung kiếp, nhà vua chuyên tâm cúng dường, không làm việc khác, không mong cầu gì. Ngày cuối cùng của 40 trung kiếp, vua dân y vô giá đến Phật và Bồ Tát Tăng. Sau khi thọ thực, Phật giảng bí diệu, vua và tùy tùng đến nghe Pháp. Lúc đó Phật biết nhà vua công đức đã thuần thục có thể thọ nhận giáo Pháp. Suốt 7 ngày đêm, Phật và vua không ăn gì. Phật an tọa nơi tòa sư tử, giảng kinh đại thừa tên Nhiếp Bồ Tát Tịnh Hạnh bất thoái chuyển luân phương tiện. Phật muốn nhà vua thọ trì tất cả pháp ấy, và trải qua 7 ngày đêm, nhà vua đều chuyên tâm nghe pháp, vui vẻ. Sau đó vua rời tòa, lạy Phật đi quanh 7 vòng, quỳ gối phải, chắp tay hướng Phật chí thành phát tâm Bồ Đề vô thượng, nói kệ: Con phát tâm vô thượng, mời gọi mọi quần sinh, cứu tất kẻ khốn đốn, soi sáng đời tối tâm, không phải hành một hạnh, không phải cúng một Phật, không vì một chúng sinh. Nguyện độ tất cả chúng, khổ sinh già bệnh chết, phiền não luôn bức bách, tất cả chớ lo sợ, có nguyện độ hết thảy, tham sân si che lấp, quên đạo tạo nghiệp ác, nguyện diệt nghiệp ác tà, hướng đến thành an vui. Chúng sinh đọa ba đường, chịu khổ não tai nạn, mạnh mẽ chớ lo sợ, tội bồ thí không sợ. Do mình si che lấp, không biết pháp giải thoát, con đốt ngọn đốt pháp, sáng soi đến niết bàn. Còn trong 4 dòng nước, chim đắm không thấy bờ, xin làm thuyền pháp màu, đưa chúng qua biển khổ. Đói khát trong sinh tử, không nghiệp thiện khổ đau, xin làm người thầy tốt, đưa chúng đến an lạc. Phật bảo Bồ Tát sinh nghi, thì nam. Lúc vua quán đảnh nói kệ xong, cõi Phật ấy chấn động 6 cách, ánh sáng soi khắp, phát tâm xong, cho đạt tam muội bất thoái tâm bồ đề của Bồ Tát, thấy vô số Phật, dù trong mơ, phiền não không hại được vua. Từ đó về sau, vua không ganh ghét, không phá giới, không sân giận, không lười biếng, không tán loạn, không ngu ý. Nhà vua phát nguyện suốt đời cúng dường hầu hạ Phật, nghe Pháp, dạy khuyên 36.000 phương tử để họ phát tâm Bồ Đề vô thượng, giáo hóa vô thượng chúng sinh, phát tâm cầu đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng.
thì nam vua chúng thiên quán đảnh thời đó nào phải là người lạ, chính là Bồ Tát hư không tạng ấy. Các phương tử và đại chúng phát tâm lúc ấy là các đại Bồ Tát đại trí tinh tấn đang nghe pháp. Thì nam, từ khi phát tâm đến nay trải qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, Bồ Tát hư không tạng hành đạo Bồ Tát, không mất tâm Bồ Đề, không thọ sinh bằng tay, thường nghe pháp Phật cúng dường chúng tăng, giữ gìn pháp Phật không quên mất, khéo phân biệt thành tựu mọi hạnh. Vừa phát tâm là đạt địa đầu và các địa của Bồ Tát thành tựu đại bi, không tranh chấp, không mệt mỏi, luôn siêng năng học tất cả học thuyết và pháp thế gian, luôn biết hộ thẹn, kiên định, niệm lực. Bồ Tát trụ địa một, trải qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp không thể tính đếm, không thể nói năng, không thể nghĩ bàn, thuần tịnh trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật và các pháp trợ đạo, thành tựu dục tấn, không phóng túng, tất cả đều tùy thuận thí ba la mật. Bồ Tát cúng dường chư Phật, tìm mọi phương tiện giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh quả Phật, đạt tất cả trí tuệ sáng suốt, nhưng không vượt sơ địa. Sau đó Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức trí tuệ, đặt thân thông không thoái chuyển của Như Lai, vượt mọi trở ngại của các địa. Từ địa thứ nhất, Bồ Tát đạt địa thứ hai, trải qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, trụ địa thứ hai, tu giới ba la mật. Như thế đến địa thứ 10, trải qua vô lượng vô số kiếp độ tác chúng sinh, ở mỗi địa đều trải vô lượng A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát, là mọi việc Phật vì chúng sinh, không bỏ hạnh Bồ Tát. Thì nam, Bồ Tát thực hành pháp sâu xa không thể nghĩ bàn, không tán loạn, thuần tịnh tinh tấn, Bồ Tát hư không tạng thành tựu mọi hạnh của Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát sinh nghi, hỏi Bồ Tát hư không tạng kỳ lạ tay thì nam, Bồ Tát phát nguyện rộng lớn, vào sinh tử trong nhiều kiếp mà không mỏi mệt. Thì nam, đại địa này chuyên chở núi sông, đá, các cây cối, cỏ hoa, lúa má, chúng sinh có mỏi mệt không? Không, thưa đại sĩ, Bồ Tát hư không tạng nói, thì nam, tâm Bồ Tát như đại địa, thành tựu thuần tịnh, hành Bồ Tát không mệt mỏi. Thì nam, như đại địa trên nước, nước giữ đất không mệt mỏi, tâm Bồ Tát như nước, giới xuất đại bi, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh không mỏi mệt. Thì nam, như nước ở trên gió, nước giữ gió không mỏi mệt, tâm Bồ Tát như gió, Bồ Tát dùng sức phương tiện làm thanh tịnh quả Phật không mệt mỏi. Thì nam, như gió ở trên hư không, không nương dừng, hư không, giữ gió không chướng ngại, không mỏi mệt, tâm Bồ Tát như hư không, giới xuất của Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tu tập mọi pháp Phật, không lười biếng, không mỏi mệt. Vì sao? Bồ Tát biết tướng của tất cả pháp là không sinh, không tạo tác, không thọ nhận. Do nhân duyên hòa hợp nên có tạo tác, các pháp tạo nên ấy cũng không thật, vốn là không, vốn là lìa nên không thành tựu. Vì tự tánh không nên không sinh diệt, Bồ Tát biết tánh tướng của các pháp như thế. Các pháp như như nên không thấy pháp mỏi mệt và người mỏi mệt. Vì sao? Vì Bồ Tát biết các pháp không hai, biết tánh sinh tử và tánh niết bàn bình đẳng, tánh niết bàn bình đẳng với tánh của các pháp. Tánh của các pháp là không, nên không chấp trước, không dựa nương, biết tánh các pháp quá khứ, vị lai đều không tự tánh. Nhờ xác định nguyện, tuy không xác định nhưng Bồ Tát hiện làm mọi việc. Bồ Tát sinh nghi, lại hỏi Bồ Tát hư không tạng. Xin đại sĩ giảng rõ về tam muội và hạnh nghiệp của Bồ Tát. Thế nào là tam muội, thế nào là hạnh nghiệp tam muội? Bồ Tát hư không tạng đáp, thì nam, tam muội của Bồ Tát là không quan tâm Bồ Đề, thành tựu hạnh không tán loạn. Tam muội hàng phục, thuần tịnh, tam muội không hiển hạnh, thành tựu trọn vẹn các việc làm không thoái chuyển, tam muội không nương tựa, tiến tu thành tựu trọn vẹn. Vô cấu, tâm trong sạch chiếu soi, chỉ dẫn pháp lành, chân tịnh, chỉ tất cả hành ma dũng xuất, không khuất phục trước tà luận của ngoại đạo, xả ly điều phục hết thảy các sở phiền não, hồi phục khi tất cả nhập đạo chân thật, chuyển tiến, bỏ địa thanh văn, biết chư Phật, lạc du, không ghét sinh tử, thủ hướng từ một địa đến địa khác, di dịch, làm vui lòng đại chúng, do ngại quan bình đẳng với tất cả chúng sinh, trì sở tác tùy thuận làm mọi việc, sư tự tướng, không lo sợ khi vào trong chúng, tâm dũng, hàng phục bốn ma, liên hoa trang nghiêm, không nhiễm pháp thế gian, quan trang nghiêm, chiếu soi cõi nước chư Phật, thanh lương, trừ yêu ghét,
tràng tướng, thành tựu hào quang pháp Phật. Cự vương tròn trí sáng, nhật quang đoạn trừ vô minh tâm tối, tập đức, biện tài không cùng, nơi là diện, đặc thân kiện càng, kiên cố, tông không dao động, giới lao tràng, thành tựu tướng không thấy đỉnh, kiên tự tại, tròn vẹn bản nguyện, kim can sĩ, thần thông không thối chuyển, kim can tràng, lên đạo tràng, vô kim can, xoay thấu tất cả các pháp, hạnh vương, quán tâm hạnh của chúng sinh, tuệ vương, thành tựu trí thù thắng với các căn, viên mãn những gì chưa viên mãn, tùy loại, tùy tánh chúng sinh để thuyết pháp, tu tất cả thân, thành tựu pháp thân, bất thuấn, không thấy, thấy không ngại, thấy chư Phật, vô tránh, phân biết nhân duyên, vô cấu luân, chuyển pháp luân vi diệu, điện quang, hiểu nhân duyên các pháp, khéo phân biệt, biết các giới giống một giới. Trang nghiêm vương, thành tựu tướng tốt, tùy giải vương, dùng một âm thanh để đáp tất cả, không phân biệt pháp giới, biết mọi tam muội đều cùng một tam muội, kiên cố, hiểu tánh pháp không thoái chuyển, không thể hoại, biết các pháp cùng tánh pháp, vô chung, biết thời phi thời, vô tác, thành tựu như không biến khác, vô động, biết các pháp bình đẳng như hư không, tình trụ, thành tựu các ba la mật, thiện nhiếp, hành trì trọn vẹn bốn nhiếp pháp, đẳng hạnh, đạt bốn hạnh thanh tịnh, vô ngại quang, trọn vẹn các pháp trợ đạo, hai ấn, thọ trì mọi pháp Phật, không đoạn các chấp, vô tướng, không biết giác, không giác biết, vô nguyện, thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện, quyết liễu, đạt pháp nhẫn vô sinh, bất thoái, nhớ kỹ pháp đại nghe, vô ý, khéo giảng thuyết làm dưới lòng đại chúng, đắc phong, thành tựu báu Phật, pháp vân, mô tất cả pháp, bảo trang nghiêm, không đoạn hạt giống tam bảo, vô tỷ, tạo nghiệp bằng trí, hư không môn, trừ mọi chướng ngại, trí ấn, biết tất cả pháp, gặp chư Phật hiện tại, thành tựu công đức của Phật, tuyển thạch tịch tỉnh như ý, vượt thời gian, phân biệt pháp môn, nhất tướng, giảng pháp một tướng ở thời vị lai, hiểu tánh bình đẳng của các pháp, hiểu rõ mọi kinh sách, tập chư công đức, lợi ích mọi loài, du hí thần thông, đạt giải thoát không thể nghĩ bàn, tự giác, nhập tạng bí mật của Như Lai, Thủ Lăng Nghiêm, thể hiện Niết Bàn trong địa Bồ Tát, biến chí, hiện thọ sinh mọi nơi, quán định vương, trong vẹn hành Bồ Tát, vô tháng, đạt mười lực của Như Lai, vô tận, chúng bốn vô ý, vô đẳng, đạt pháp bất cộng của Phật, nguyện vương, thành tựu pháp đã nghe, đủ công đức, tự lợi, lợi người, khéo nhập vô cao ấn, hiểu pháp Phật hay khi nghe giảng, thiện tri giác, trong vẹn trí nhất thiết chủng, tận vô biên, viên mãn việt Phật. Thì nam, trong 84.000 tam muội, các tam muội trên là đứng đầu. Khi Bồ Tát ngồi ở đạo tràng đạt 84.000 tam muội, mỗi tam muội tóm thâu vô lượng A Tăng Kỳ 100.000 dạng ức tam muội. Thì nam, giới xuất của tam muội, Bồ Tát biết rõ 84.000 nghiệp hành của chúng sinh, hiển bày 84.000 pháp. Thì nam, đó là lược giảng về hạnh của Bồ Tát và một phần tạng của Phật. Song hạnh của Bồ Tát thật vô lượng cho biên, một tạng pháp của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Lúc Bồ Tát hư không tạng giảng pháp này, có 1.600.000 Bồ Tát đặt nhẫn nhu thuận thành tựu vô lượng tam muội, 84.000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng. Lúc đó Đức Thế Tôn khiến Bồ Tát hư không tạng, hay thay thiện nam, khéo thuyết giảng pháp tam muội trí thù thắng của Như Lai, như hạnh nguyện ông đạt, pháp này không do người giúp đạt. Bồ Tát xin nghe chấp tay thưa Bồ Tát hư không tạng. Hy hữu thay đại sĩ, thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, không học từ người nhập trí thù thắng của Như Lai, tôi cũng nguyện giúp chúng sinh đạt pháp hạnh không thể nghĩ bàn này. Bây giờ đại đức Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát xin nghi, thiện nam, ai đặt cho Bồ Tát tên xin nghi? Đại đức, tên ấy được đặt từ tâm Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu không phát tâm Bồ Đề thì không nghi pháp Phật. Người phát tâm Bồ Đề vô thượng sẽ nghi pháp Phật, chỉ muốn hiểu rõ pháp Phật. Ví như thái tử con vua, được làm lễ quán đỉnh, đủ tướng vua, sau khi bắt vua băng hà, thái tử sẽ là vua thường thừa vương vị. Vì vậy, thái tử thường hỏi cách trị nước, phương pháp giám sát điều hành mọi việc. Đại đức,
Đại Bồ Tát cũng thế, hành trì trọn vẹn tâm Bồ Đề vô thượng, sẽ nổi nghiệp Phật, kế thừa nghiệp Pháp Phương vô thượng, cần học hỏi Pháp Phương ứng trí nhất thiết. Phương pháp thọ trì Pháp Phật, nên thường nghi vấn Pháp Phật. Đại Đức, vì vậy tên sinh nghi có từ tâm Bồ Đề. Đại Đức, từ xưa đến nay tôi không nhớ đã gặp được Phật Bồ Tát thiện tri thức, chưa từng hỏi pháp vi diệu của Phật, nên tôi sự thật nghi hoặc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Đại Tập Quyển 17 Phẩm 8 Bồ Tát Hư Không Tạng Phần 4. Lúc ấy Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật: Thế Tôn, hành xứ của Phật là không thể nghĩ bàn, pháp Bồ Tát nên hành cũng vô lượng. Vì vậy hành ấy không thể trang nghiêm bằng nguyện nhỏ, không thể nói đơn giản, không thể thành tựu bằng đạo tiểu thừa. Hay thay Thế Tôn, xin giảng rõ tạng nguyện và đạo hành trang nghiêm của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kết thúc ở đây tại vì chỗ con đang mưa. Sao đọc lại sao không nghe thấy rõ. Quyển này quyển 17 con sẽ ghi tới phần sau con đọc. Quyển đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.